Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Thiên Vũ Audio ha. Hôm nay thì anh em Thiên Vũ đi lắp đặt một bộ dàn xem phim 5.1 cho một khách hàng. Thì bộ dàn này sẽ đến từ thương hiệu Monitor Audio, một thương hiệu đến từ Anh. Thương hiệu này á thì mình cũng bán khá là nhiều rồi. Nhưng mà bởi vì là căn phòng, với diện tích căn phòng này á thì bên mình sẽ lắp cho khách một nó hơi khác một xíu. Mình sẽ lấy cặp phông, mình là mình lấy con bút xeo của monitor nha, dòng Pro 100. Sau đó là đến một con center, một con Denon X1.7 nè. Rồi đến cái loa surround thì mình sẽ xài cái con surround mà monitor enable á, dòng treo tường á, một dòng tiêu chuẩn dành cho cái loa surround luôn ha. Sub thì mình xài sẽ sub cái dòng này là dòng P-Sound 12AL. Dòng này thì vừa karaoke được vừa xem phim khá là tốt. Do củ loa đó rất là mềm nên là có thể hoạt động được hai chức năng luôn. Một cái bước quan trọng nhất trong việc lắp đặt bộ dàn xem phim tính là giai đoạn tuning. Thì tuning thì là như thế nào thì bên mình đã giải thích cho mọi người biết rồi. Tuning nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc lắp đặt bộ dàn xem phim. Nếu mà không tuning thì nó cũng tương tự như mọi người bên karaoke mà mọi người xài vang số mà mọi người không setup vậy ạ. Tuning phim nó tương tự như vậy. Thì tuning phim nó không khó, không quá phức tạp như bên vang số, mà nó chỉ cần sử dụng một cái micro trong cái âm ly xem phim luôn. Thì âm ly xem phim nào cũng có một cái micro tuning cả. Tất cả các dòng từ Denon rồi Yamaha rồi Anh Thầm bên mình hay làm á thì nó đều có cái mic dành riêng cho việc tuning. Nếu mà mọi người chú ý thì cái micro của Denon đó, mọi người thấy không, mình cắm lên cái tờ giấy á, mình cắm lên cái cây giấy á, thì cái này trong bộ của trong cái đầu Denon 1.7 nó đã có hết rồi, thì mình chỉ việc tháo ra mình xài thôi. Nó mọi người thấy tiếng nghe tiếng chiếu không đó, của bạn Hạnh đang làm á đó, thì cái tiếng đó chính là cái tiếng đang tuning đó. Thì cái việc này thứ nhất làm nhiệm vụ làm gì, thứ nhất là nó căn delay giữa các loa như là phông nè, loa center nè, loa sub nè, loa surround này, làm sao cho độ trễ các loa này nó chính xác nhất và nó sẽ cấu thành một bộ dàn xem phim ra hiệu ứng tốt nhất. Ok, vậy là hoàn thành bộ dàn mình đã hoàn thành rồi ha. Chỉ với chi phí tầm khoảng 50 triệu thôi thì khách đã có một cái bộ dàn xem phim 5.1 chuẩn chỉ nhất, được tuning kỹ càng, và sau khi tuning thì bên mình sẽ cân chỉnh âm lượng lại theo nhu cầu của khách. Thật ra thì cái xem phim này cũng có nhiều gu lắm mọi người. Có nhiều những khách á thì thích cái tiếng mà surround á nó phải lớn á, để cho nghe hiệu ứng cho nó đã. Nhưng mà tuy nhiên có nhiều khách thì không có thích cái tiếng hiệu ứng nó quá lớn như thế. Đó, thì là cái đó thì bên mình sẽ cân chỉnh tùy theo nhu cầu của khách hàng ha. Tuy nhiên tuning, cái việc tuning để cân delay thì bắt buộc phải có. Đó, kể cả dàn lớn hay dàn nhỏ bên mình đều có tuning hết. Cuối clip thì mời mọi người chiêm ngưỡng lại bộ dàn này. Nếu mọi người có thắc mắc, có câu hỏi gì mọi người cứ đặt ra cho mình ha. Nếu mọi người thấy clip này hay, mọi người có thể cho mình một share, một like, một subscribe để mình có nhiều động lực hơn để làm clip tiếp theo về các bộ dàn xem phim này. Clip rất là thực tế. Mình là Khánh, hẹn lại mọi người ở clip tiếp theo. Bye bye.